Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình hôm nay với những thông tin sau. Nét đẹp chúc thọ đầu năm tại thôn Đồng Minh. Đầu năm về thăm thị trấn Như Quỳnh để cảm nhận những nét cổ xưa. Đầu xuân ghé thăm nhà thờ họ Đỗ, xã Quang Vinh, nơi lưu giữ truyền thống dòng họ. Một số ngôi chùa ở thành phố Hưng Yên khuyến cáo không đốt vàng mã. Trang trí tường trường tạo môi trường học tập tốt hơn ở trường trung học cơ sở xã Dân Tiến. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự về Kim Động thưởng thức món giò lây. Ấm áp phong tục chúc Tết của người Việt. Cuối chương trình Mục Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cây đa lịch sử ở Hưng Yên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu xuân, tại thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ lại tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Năm nay, thôn đã tiến hành mừng thọ cho 40 cụ, trong đó có 3 cụ từ 100 tuổi trở lên, từ 85 đến 99 tuổi có 19 cụ và từ 70 đến 80 tuổi có 18 cụ. Trong lễ mừng thọ, vẫn theo tục lệ cũ của làng, các cụ trên 90 tuổi sẽ mặc áo và đội vấn vàng, các cụ dưới 90 tuổi sẽ mặc áo và đội vấn đỏ, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Vị trí ngồi sẽ sắp xếp theo độ tuổi, các cụ cao tuổi sẽ ngồi phía trên. Tại lễ mừng thọ, các cụ cùng chính quyền địa phương và con cháu cùng nhau ôn lại truyền thống của làng, cùng giảng giải về đạo hiếu, nhắc nhở con cháu về công ơn sinh thành dưỡng dục. Sau đó chính quyền địa phương sẽ trao giấy chúc thọ cho các cụ. Đây là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ và để xã hội thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với người cao tuổi. Khi về đến huyện Văn Lâm, du khách nên ghé thăm thị trấn Như Quỳnh để cùng ngắm nhìn những nét cổ xưa còn in dấu ở nơi đây. Thị trấn hiện còn 13 di tích, trong đó có 5 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp tỉnh. Đặc biệt, tại đây có đền Gênh hay còn gọi là đền Bà Tấm, tọa lạc tại thôn Ngọc Quỳnh, là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử mang đậm phong cách kiến trúc triều đại nhà Lý, đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, người phụ nữ vẹn toàn, một bậc mẫu nghi thiên hạ suốt đời vì dân vì nước. Du khách khi đến đây cũng có thể cảm nhận về nghệ thuật điêu khắc đá thời Lê Trịnh tại Phủ Chí Nguyên và Từ Vũ Họ Trương, với các pho tượng bằng đá xanh nguyên khối như chó đá, phỗng đá, rồng đá, được xếp vào hàng lớn bậc nhất tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm chùa Ngô Xuyên hay chùa Hành Lạc để cầu may và ngắm nhìn những dấu vết cổ xưa nơi đây. Nhất ở tỉnh Hưng Yên được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đây là nơi thờ cụ Đỗ Phúc Hựu, cụ tổ đời thứ 28 của dòng họ. Di tích xây dựng từ thời Hậu Lê đến thời Nguyễn được trùng tu theo hình chữ nhị gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung với kết cấu kiến trúc bằng gỗ lim, điêu khắc khá cầu kỳ. Nhà thờ còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như đồ thờ tự, bia đá, câu đối, đại tự, sắc phong từ thời Nguyễn, đồng tiền vàng của Tổng bộ Việt Minh tặng. Đây là những tư liệu quý cho việc nghiên cứu và kế thừa nghệ thuật điêu khắc dân tộc cùng những phong tục tập quán của địa phương. Ngoài việc là nơi thờ tự các bậc tiền nhân, những năm 1943-1944, nhà thờ họ Đỗ xã Quang Vinh là cơ sở cách mạng của xứ ủy Bắc Kỳ. Nhà thờ họ Đỗ là tài sản quý, nơi lưu giữ truyền thống của dòng họ, vì thế được các thế hệ tiếp nối trong dòng họ Đỗ bảo lưu và gìn giữ nguyên vẹn những giá trị và kiến trúc nghệ thuật cho đến ngày nay. Hưởng ứng công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự trong dịp Tết, một số ngôi chùa ở thành phố Hưng Yên như chùa Chuông, phường Hiến Nam, chùa Hoàng Xá, xã Hùng Cường, chùa Cổ Am, xã Liên Phương khuyến khích người đi lễ không dâng và đốt vàng mã tại chùa. Những ngôi chùa này thực hiện không đốt vàng mã, không tiếp nhận vàng mã của người đi lễ cúng vào chùa, đồng thời tuyên truyền giáo hóa Phật tử và khách thập phương không đốt vàng mã ở chùa cũng như ở gia đình, bởi tục đốt vàng mã không có trong giáo lý nhà Phật, lại gây lãng phí tiền của và có nguy cơ dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở thờ tự. Thưa quý vị và các bạn, giò bánh chưng là những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Nếu như người dân Tha Trang của huyện Yên Mỹ nổi tiếng với món giò lụa, khu vực phố xuôi có món giò bì quen thuộc, thì những xã ven đê của huyện Kim Động lại có món giò lây khá độc đáo. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng khám phá cách chế biến món giò này. Chú đang chuẩn bị làm món giò lây phải không ạ? Chú làm cái món sản phẩm giò lây của
gia truyền của quê hương đây. Cô ơi, để làm được cái món giò lây này thì là mình cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu như thế nào ạ? Mình muốn làm ra một cái sản phẩm của cái giò lây này nó ngon ấy thì hay không thì mình phải chọn miếng thịt. Chọn miếng thịt làm sao miếng ba chỉ nó đỏ, tươi, da miếng thịt, bì miếng thịt nó trắng nhưng mà bên trong cái miếng thịt nó đỏ màu, sắc nó như thế này thì nó mới đẹp gọi cái được. Thịt này là xong là mình để nguyên cả miếng to. Để nguyên cả miếng như thế này, tùy theo mình gói thích gói to hay gói nhỏ nhưng miễn làm sao phải để thành miếng chứ không được cắt ra. Bây giờ thì cháu nhờ chú cuốn lại hộ cháu xem là cái cách cuốn thì phải cuốn như thế nào ạ? Trước tiên chuẩn bị cái vỏ bao để bọc bên ngoài. Thế sau là thế thứ hai nữa là mình giải cái lượt lá chuối. Thế xong là đặt miếng thịt vào, bắt đầu rắc cái hạt tiêu này. Thế sau hạt tiêu sẽ rắc mì chính. Thế xong đến bột canh. Đến cuối cùng là mình sẽ cho một chút nước mắm thôi để cho nó lấy cái vị thơm của nước mắm thôi. Thế sau khi bắt đầu đủ gia vị rồi thì bắt đầu ta mới quặn miếng thịt này nè. Ta bắt đầu quặn tròn miếng thịt này vào này. Đấy, quặn nắm chặt tay. Đấy, sau khi ta cuốn vào ta mới cuốn lá trở lại đã. Đấy, thế xong là quặn như thế này. Giò sau khi cuốn xong thì buộc thật chặt và cho vào nồi luộc như bình thường. Luộc giò lây tầm 5 đến 6 tiếng là ngon nhất. Nếu ít hơn thời gian đó, giò chưa thể chín. Còn nếu luộc lâu quá, giò sẽ bị nhừ. Giò lây sau khi vớt ra sẽ để thêm 5 đến 6 tiếng nữa cho ráo nước và để giò chắc lại ăn sẽ ngon hơn. Từ rất lâu rồi, giò lây được coi như món ăn đặc sản và được nhiều người lựa chọn làm quà biếu trong dịp Tết đến xuân về. Thì cứ năm nào cũng đạt ít nhất thì cũng khoảng đôi ba chục cân, còn có năm có khi hàng tạ, hơn tạ. Mình đạt thế thì coi như là về cái thứ nhất là gia đình ăn này, cái thứ hai là coi như là biếu bạn bè này, rồi biếu anh em trong gia đình, những người đi công tác xa. Cùng với thời gian, giò lây là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm, các dịp cưới hỏi lễ Tết của người dân các xã ven đê huyện Kim Động. Mỗi một địa phương nó có một cái vậy là truyền thống đặc sản riêng của từng địa phương. Địa phương chúng tôi đây thì nói chung là cái món giò lây này thì không thể thiếu được. Tất cả cưới xin ăn hỏi và các ngày Tết đều có. Một chút bùi bùi của thịt nàng, thêm tí béo ngậy của thịt mỡ, cộng với vị cay cay của hạt tiêu và vị đậm đà của nước mắm sẽ tạo nên hương vị thơm ngon, hấp dẫn của món giò lây mà ai đã ăn một lần thì sẽ không thể nào quên ạ. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về là khoảng thời gian để các thành viên trong gia đình quây quần sum họp và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng của người Việt trong dịp Tết cổ truyền. Theo phong tục cổ truyền của người Việt, 3 ngày Tết quan trọng nhất đó là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3. Mùng 1 là Tết cha, mùng 2 là Tết mẹ và mùng 3 là Tết thầy. Câu nói ấy đã trở thành nếp sống, nét văn hóa phong tục được bảo tồn và giữ gìn qua bao thế hệ, thể hiện lòng hiếu thảo, lòng kính trọng của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, hai bên nội ngoại và đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của người Việt. Trong 3 ngày này, mọi người thường đến nhà của ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn bè để chúc Tết và dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi cứ gặp thì tôi chúc các cụ thì bao giờ chúc các cụ là khỏe mạnh, sống lâu, rồi là bên con cháu. Thế còn gặp trẻ thì mình lại chúc, nếu mà các người trung niên còn trong cái độ tuổi làm ăn thì mình lại chúc mừng sang, chúc sang năm mới làm ăn được mọi sự như ý, phát tài, phát lộc, rồi gia đình hạnh phúc. Chúc Tết là phong tục tập quán ý nghĩa, thể hiện mong muốn tốt đẹp của mình đến với người thân. Mọi người rất coi trọng lời chúc đầu năm vì đây là khởi đầu của một năm mới. Lời chúc hay nguyện ước của mọi người cũng sẽ dễ trở thành hiện thực hơn. Lời chúc Tết đi kèm với phong bao lì xì đỏ khiến ai cũng cảm thấy may mắn. Gia đình đến sum vầy ngày Tết và anh em con cháu đến chúc Tết ông bà, chúc Tết gia đình. Mà ngày Tết là có các anh em con cháu đến chúc Tết thì riêng gia đình tôi là tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Lời chúc Tết khiến trẻ nhỏ thêm vui, người già thêm khỏe, ai nấy đều mừng vui, phấn khởi rộn ràng. Tết cổ truyền, các cháu nó đều vào nó Tết tôi cả, thì là tôi cũng rất phấn khởi, mà nói chung là nói là khỏe mạnh ra. Thì đây nó là một cái Tết cổ truyền, mà các cháu là gia đình rồi con cháu nó giữ một cái nề nếp gia phong cổ truyền xưa nay. Ngày Tết thì mọi người đi chúc Tết với nhau rất vui, bọn em còn được các cô, các bác mừng tuổi cho nữa, nên năm mới vui vẻ.
Phong tục chúc Tết là văn hóa lâu đời của người Việt, là truyền thống được người dân giữ gìn từ bao đời nay. Dù cuộc sống thay đổi, song giá trị cốt lõi của phong tục này vẫn không thay đổi, tiếp tục được người dân phát huy trong cuộc sống hiện tại. Nếu như mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào đã trở thành nổi tiếng cả nước, thì đối với người Hưng Yên, cây đa Giải Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu ghi dấu sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Hưng Yên từ hơn 80 năm trước. Từ chi bộ đầu tiên được thành lập vào năm 1929 dưới bóng đa Giải Thị với vẻn vẹn 7 đảng viên được nhân dân ủng hộ, che chở, phong trào Cộng sản đã không ngừng lớn mạnh, phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. Quán triệt đường lối, phương châm hoạt động cách mạng của Đảng, chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Giải Thị đã tổ chức phát động quần chúng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống bắt phu đi lính, đòi quyền lợi kinh tế hàng ngày, chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng bộ Hưng Yên vào năm 1941, làm cơ sở cho cách mạng tháng 8 giành chính quyền thành công. Giờ đây dưới gốc đa cách mạng, vài người ôm mới hết là một công viên với đường bê tông rộng gần 4 mét, có hệ thống điện cao áp, cây xanh, ghế đá, tường thấp bao quanh rất đẹp. Đối với cây đa Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi lại là địa danh nổi tiếng với nhiều dấu mốc tiên phong, trong đó có sự kiện thành lập tỉnh ủy lâm thời Hưng Yên. Đây cũng là nơi có số cán bộ tiền khởi nghĩa nhiều nhất tỉnh. Theo lịch sử đảng bộ huyện Ân Thi, lịch sử đảng bộ xã Cẩm Ninh và lời kể của các cụ cao niên, cây đa Ninh Thôn là một trong những địa điểm quan trọng chứng kiến việc ra đời chi bộ Cộng sản đầu tiên ở huyện Ân Thi, một trong 3 chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh và thành lập Ban tỉnh ủy lâm thời Hưng Yên. Sau này, suốt thời kỳ chống Pháp, gốc đa Ninh Thôn trở thành hòm thư của cách mạng, là điểm đặt tín hiệu báo động cho cán bộ của đảng khi về Ninh Thôn hoạt động. Khi năm 48, giặc về đốt làng, tất cả làng chúng tôi ra nằm ở dưới gốc cây này, toàn sống ở dưới gốc cây đa này hết. Thế và khi mà các cụ thành lập xong thì cái cây đa này các cụ là cây đa để liên lạc thơ tử. Trong cây đa thì cứ cái rễ nào nó liên quan rễ nào, thế là cành nào. Thế thì các cụ là nếu như bỏ cái thơ vào cái chỗ nào thì cái lọ bình vôi nó nghiêng nó về cái chỗ ấy, thì là đến người khác. Khi mà đến đấy là cứ nhìn cái lọ bình vôi ấy nghiêng đấy mà thỏa tay thôi. Theo dòng lịch sử, trên bến sông Luộc Hiền Hòa thuộc làng La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ có một cây đa cổ thụ để lại một dấu tích căm hờn trong nhân dân. Người ta thường gọi đó là cây đa căm thù. Có một điều đặc biệt là cây đa này luôn có màu xanh rờn rợn. Thân cây có những chùm rễ như dòng nhựa đông đặc chảy dài xuống đất, khiến người ta liên tưởng đến dòng máu của các chiến sĩ cách mạng năm xưa bị giặc giết hại dưới gốc đa này. Từ năm 1949 đến năm 1954, thực dân Pháp càn quét và chiếm đóng Bốt La Tiến, địch đã khủng bố vô cùng tàn bạo. Người dân La Tiến phải đối mặt trực tiếp với quân thù, chịu bao đau thương, tổn thất. Một số du kích tham gia công tác giao liên địch vận không may sa vào tay địch, chúng đem vào bốt giết. Thì bắt đầu là lọc từng người một. Thế ra thì đêm thì nó giết 3 người, hôm thì 5 người, có đêm thì 4 người. Đấy là cái pháp nó giết. Thì nó giết bằng hình thức như là da nó treo cổ lên cái đa, xong nó cắt tiết. Nó cắt tiết xong nó cho dây cáp kéo sông, nó thả sông, nó đẩy đi. Thế còn năm 2 thì nó bắt, tức là kể cả dân, cả du kích, cả cán bộ, cả nhân dân, cơ mà đa phần là nhân dân, trong đó cán bộ và du kích thì ít thôi, cơ mà đưa vào đây thì cứ tiến hành như là trăm một bốt để một ngày, là bắt đầu đêm là đưa ra cái đà này là treo cổ cắt tiết, đây là đường sông. Trước tình hình đó, năm 1954, Ban Chỉ huy Trung đoàn 42 đã quyết định đánh Bốt La Tiến, sử dụng lực lượng gồm Tiểu đoàn 664, Đại đội 200 trợ chiến,
đại đội 61 thuộc tiểu đoàn 652 và trung đội 20 thuộc đại đội 24 huyện Phù Cử dùng chiến thuật cường tập tiêu diệt vị trí La Tiến trong vòng 20 phút. Trận đánh kết thúc lúc rạng đông, bộ đội ta rút sang Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, bộ đội huyện cùng du kích xã ở lại thu dọn chiến trường. Giải phóng bốt La Tiến, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống 150 tên, thu 8 súng cối, 1 trọng liên, 4 đại liên, 4 trung liên, 13 tiểu liên, 150 súng trường, 10 tấn đạn. Cũng tại gốc đa La Tiến, nhân dân địa phương đã xây dựng đền La Tiến để tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng chí và đồng bào ta đã bị giết hại trong 4 năm thực dân Pháp chiếm đóng. Đền tọa lạc trên khuôn viên rộng 3.000m2, gồm nhiều hạng mục như đền La Tiến, bia căm thù, cây đa cổ thụ. Đền La Tiến được công công theo kiểu chữ đinh, gồm 3 gian tiền tế và 1 gian hậu cung. Từ sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên ở Giải Thị, huyện Khoái Châu năm 1929, sau phát triển thành nhiều chi bộ, dẫn đến sự ra đời của Ban Tỉnh ủy lâm thời tháng 7 năm 1941, sau này là Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Trải qua 75 năm thành lập và phát triển, qua 18 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đến nay đã có bước lớn mạnh và trưởng thành. Toàn đảng bộ hiện nay có 14 đảng bộ trực thuộc, 604 tổ chức cơ sở đảng và trên 6,34 vạn đảng viên. 75 năm đã qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục Tinh Hoa Phố Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc.